Nam chính Hách Minh tốt nghiệp chuyên ngành sinh vật hải dương, đã từng nghiên cứu rất nhiều về sinh vật trong đại dương. Hôm nay, ở buổi đấu giá của ông chủ Ngô Chọc Đầu, Hách Minh đã mua một vỏ chai nghìn năm khổng lồ với giá 5 triệu dưới sự giúp đỡ của nữ doanh nhân Kha Lan. Kha Lan yêu Hách Minh, còn Hách Minh cũng xem cô ấy là vợ tương lai. Nhìn bộ dạng vội vã muốn nghiên cứu vỏ chai, Kha Lan không muốn quấy nhiễu anh ta, chuẩn bị rời khỏi. Thấy cô ấy muốn đi, Hách Minh đứng dậy tiễn cô ấy một đoạn. Hai người vừa mới đi, bên trong vỏ chai chìa ra một bàn tay. Tiễn Kha Lan đi, Hách Minh về lại phòng thí nghiệm thì phát hiện vỏ chai đang từ từ hé mở. Một bàn tay đầy chất nhầy chìa ra, nhìn kỹ thì có một cô gái xinh đẹp đang nằm trong vỏ chai. Chỉ thấy cô ấy đứng lên vỏ chai, toàn thân mọc đầy vảy. Còn chưa kịp định thần lại, cô gái đột nhiên phát ra một tiếng la thất thanh. Hách Minh ngất đi. Tiếng la này thu hút sự chú ý của Lam Thái Hòa là một trong Bát Tiên. Thì ra cô gái này là con gái Ngao Kiều của Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. 5 năm trước, Ngao Kiều lên bờ để tìm kiếm món quà sinh nhật đặc biệt cho Long Vương thì vô tình phát hiện con người đang đánh bắt rất nhiều thủy tộc của Đông Hải. Ngao Kiều tức giận phá hoại công cụ đánh bắt cá của ngư dân, không ngờ lại bị Lam Thái Hòa ngăn cản. Ngao Kiều tùy tiện phá hoại kế sinh nhai của Bách Tính phạm vào luật trời. Hơn nữa giữa Đông Hải và Bát Tiên luôn bất hòa, Ngao Kiều trực tiếp nhả Long Châu ra đánh với Lam Thái Hòa. Nhưng Ngao Kiều đạo hành còn kém nên không phải là đối thủ, không những bị lấy đi Long Châu mà bản thân cũng rơi xuống biển, ngủ say trong vỏ chai 5 năm. Ngao Kiều không có Long Châu thì không quay về biển được. Đánh hơi được việc Ngao Kiều lại hiện thân, Lam Thái Hòa trả Long Châu lại cho cô ấy. Nhưng Long Châu đã rời khỏi Ngao Kiều quá lâu, cô ấy đã quên cách sử dụng nó rồi. Lam Thái Hòa hết cách chỉ có thể bảo Hách Minh tạm thời bảo quản Long Châu. Trước khi đi còn dặn dò, có chuyện gì thì hãy đến Bồng Lai Các tìm anh ta. Long Châu sở hữu hai thể chất băng và lửa, lấy Long Châu điều khiển cân bằng. Ngao Kiều không thể hút Long Châu vào nên cứ cách một thời gian thì cơ thể sẽ phát sốt. Hách Minh chỉ có thể bỏ cô ấy vào trong bể cá để làm giảm nhiệt độ, nhưng bể cá quá nhỏ, ở lâu thì có chút khó chịu. Hách Minh hết cách chỉ có thể đưa cô ấy đến siêu thị để giải khuây. Dẫu sao phụ nữ thích đi mua sắm nhất mà, lần đầu cảm thấy sự náo nhiệt của nhân gian, Ngao Kiều vui mừng giống như một đứa con nít vậy, cảm thấy rất hiếu kỳ với mọi thứ ở đây, gây náo động siêu thị đến trời long đất lở, cuối cùng còn bay từ trên trời xuống cạnh Hách Minh. Vừa hay cảnh này bị nhân viên của Kha Lan nhìn thấy, bọn họ quay về công ty nói ra chuyện này. Biết được chuyện Hách Minh làm điều sằng bậy sau lưng mình, Kha Lan tức giận lái xe đến phòng làm việc của Hách Minh. Đúng lúc nhìn thấy anh ta đang chàng chàng thiếp thiếp với Ngao Kiều ở trong bể cá. Hách Minh phát hiện Kha Lan đến, nhanh chóng chạy tới giải thích. Nhưng lúc này có trăm cái miệng cũng không nói gì được. Kha Lan không hề nghe lời giải thích của anh ta, lái xe bỏ đi. Theo tình hình hiện tại thì chỉ khi Ngao Kiều nhanh quay về với biển thì mới xóa bỏ được hiểu lầm của Kha Lan. Thế là anh ta dẫn Ngao Kiều đến Bồng Lai Các, cầu xin sự giúp đỡ của Lam Thái Hòa. Không ngờ Lam Thái Hòa lại nói Long Châu đã trả lại cho cô ấy rồi. Nếu còn không về được vậy thì chỉ còn cách đến miếu Long Vương tìm Long Vương giúp đỡ. Cùng lúc đó, Kha Lan lại đến phòng làm việc của Hách Minh, phát hiện Long Châu ở trên bàn. Cô ấy tưởng đây là thứ được lấy ra từ trong vỏ chai nghìn năm khổng lồ kia. Không ngờ bản thân giúp Hách Minh như vậy mà anh ta lại dám làm ra chuyện thế này. Kha Lan tức giận mang theo Long Châu rời khỏi đó. Nghe thấy tiếng gọi của con gái, Long Vương phái thừa tướng rủ lên bờ đón cô ấy về nhà. Thừa tướng rủ đánh hơi được mùi của Long Châu đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Tưởng nhầm Kha Lan đang cầm Long Châu là Ngao Kiều. Kha Lan bị anh mập đột ngột xuất hiện dọa cho giật mình, chạy ra khỏi bãi đậu xe. Thừa tướng rùa đi theo nói muốn cõng Kha Lan về Đông Hải. Trước đây Ngao Kiều thích nhất được ông ấy cõng đi chơi khắp Đông Hải, thấy Kha Lan không chịu đi với ông ấy, thừa tướng rùa bất lực chỉ có thể về Đông Hải trước bẩm báo với Long Vương. Hách Minh và Ngao Kiều về nhà, phát hiện Long Châu biến mất, lật tung hết phòng làm việc cũng không thấy đâu. Hách Minh đoán Kha Lan mang đi rồi, thế là đến công ty bảo cô ấy trả Long Châu lại. Kha Lan lại nói chưa từng thấy Long Châu gì hết, cho dù có thì cũng nên thuộc về cô ấy mới đúng. Hách Minh bất lực lại đi tìm Lam Thái Hòa cầu xin anh ta giúp đỡ. Lam Thái Hòa bảo anh ta chăm sóc tốt cho Ngao Kiều, thi triển phép thuật tìm được vị trí của Long Châu. Dựa vào mùi tỏa ra của Long Châu, Lam Thái Hòa đi đến công ty của Kha Lan và người thấy Long Châu ở trên người cô ấy. Kha Lan lái xe đi bị Hách Minh chặn lại, nhìn thấy cô ấy đang nghe Hách Minh giải thích về thân phận của Ngao Kiều. Không ngờ thừa tướng rồi lại xuất hiện, mặt dày muốn mang Kha Lan về Đông Hải. Cũng may Lam Thái Hòa kịp thời đến nơi, dùng phép thuật trói thừa tướng rùa và mang theo Kha Lan đến phòng làm việc của Hách Minh. Nhìn thấy Ngao Kiều ngủ say, lúc này thừa tướng rùa mới biết mình đã tìm nhầm người rồi. Vị này mới là con gái yêu của Long Vương, công chúa Ngao Kiều. Nhìn thấy mọi chuyện, Kha Lan cuối cùng hiểu ra mình đã hiểu lầm Hách Minh, thế là lấy Long Châu ra trả lại cho Ngao Kiều. Nhưng cô gái bướng bỉnh không chịu nuốt Long Châu còn chơi trò rượt đuổi. Kha Lan tức giận bảo cô ấy mau nuốt Long Châu rời khỏi đây, rời khỏi Hách Minh. Hành vi quá khích của Kha Lan khiến cho Hách Minh bất mãn. Cuối cùng hai người giận nhau. Kha Lan quay về công ty vẫn chưa nguôi giận. Cô ấy cho rằng Ngao Kiều đã yêu Hách Minh, cho nên không chịu nuốt Long Châu rồi trở về. Thế là bỏ tiền ra thuê ông chủ Ngô Đầu Chọc bảo ông ta dẫn người đến bắt Ngao Kiều ép cô ta nuốt Long Châu. Ông chủ Ngô dùng cái điệu hồ ly sơn tách Hách Minh ra, dặn dò hai thuộc hạ đi bắt Ngao Kiều đang ở một mình. Nhưng không ngờ rằng Ngao Kiều lúc nguy hiểm thì bộc phát tiềm năng phát ra sức mạnh cực lớn, đánh bại thuộc hạ của ông chủ Ngô, đuổi họ đi. Ngao Kiều nói hình như cô ấy đã nhớ ra cách sử dụng Long Châu. Hách Minh lấy Long Châu cho cô ấy nuốt, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ. Lam Thái Hòa đột nhiên xuất hiện khiến Ngao Kiều hắt xì hơi, Long Châu trực tiếp bay vào miệng của Hách Minh. Lam Thái Hòa đấm trái đấm phải lại cộng thêm liên hoàn lắc, nhưng Long Châu vẫn không chịu ra. Lam Thái Hòa khó xử nên bỏ đi. Những ngày sau đó, Ngao Kiều luôn thử hút Long Châu ra, nhưng Kha Lan lại xuất hiện ngay lúc này.
lần này thì có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được rồi. Hà Lan xôi máu lại đi tìm ông chủ Ngô bảo ông ta tìm cao nhân đi bắt Ngao Kiều. Nhưng lần này không phải bảo cô ấy nuốt Long Châu mà là muốn công bố thân phận của Ngao Kiều cho mọi người biết. Ông chủ Ngô tìm đến ông Trùm Sa lúc đầu đã bắt được con trai khổng lồ kia. Đối diện với số tiền lớn như vậy, ông Trùm Sa trực tiếp gật đầu đồng ý. Hơn nữa rồng ở nhân gian, pháp lực sẽ giảm dần. Nhiệm vụ này đối với sát thủ biển cả như ông ta mà nói vốn không khó khăn gì. Ông Trùm Sa xăm hình chim đại bàng lên người, vì loài chim này là khắc tinh của tộc rồng. Quả nhiên khi ông Trùm Sa xé áo để lộ hình xăm, chim đại bàng bay ra khỏi ngực nhanh chóng khắc chế được Ngao Kiều, làm cho cô ấy ngất xỉu. Biết tin Ngao Kiều bị bắt đi, Hách Minh nóng ruột đi tìm Lam Thái Hòa. Lam Thái Hòa trách Hách Minh bắt cả hai tay. Chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Ngao Kiều lúc này đã bị Kha Lan đưa đến buổi tiệc tổ chức hàng năm. Cô ấy muốn công bố thân phận của Long Nữ Ngao Kiều cho mọi người biết. Hách Minh và Lam Thái Hòa đi đến bữa tiệc. Thừa tướng Rùa cũng mang binh cua tướng Tông đến. Ngao Kiều bị nhốt trong cái lồng kim loại. Kha Lan bảo ông Trùm Sa để lộ hình xăm đại bàng ra định dùng nó để ép buộc Ngao Kiều lộ nguyên hình. May thay Lam Thái Hòa kịp thời ra tay, dùng chiêu đánh cháo cứu Ngao Kiều ra, bảo Hách Minh ra ngoài tìm cô ấy. Lam Thái Hòa ở trong hội trường giữ chân ông Trùm Sa, thừa tướng Rùa và các binh tông tướng cua cũng tham gia vào trận chiến. Hách Minh ở ngoài hội trường tìm thấy Ngao Kiều, trả Long Châu lại cho cô ấy. Ngao Kiều nuốt xong Long Châu thì pháp lực tăng lên, hóa thành rồng mang Hách Minh bay lên trời. Một chiêu đánh bại ông Trùm Sa và đám thuộc hạ của ông ta đuổi đến. Ngao Kiều bảo Hách Minh về Đông Hải cùng mình, nhưng trong lòng Hách Minh thật ra vẫn còn yêu Kha Lan, từ chối tâm ý của Ngao Kiều. Ngao Kiều hóa thành rồng quay về Đông Hải trong sự cáo biệt của Hách Minh và ngóng trông của Kha Lan. Bộ phim kết thúc, tên phim là Long Nữ Ngao Kiều, được phát sóng năm 2018. Tuy kỹ năng diễn xuất và khía cạnh chi tiết còn cần nâng cao thêm, kỹ xảo cũng có hơi kém sắc, nhưng tình tiết của toàn bộ bộ phim cũng rất hay. Tuy trong quá trình ở với Ngao Kiều, Hách Minh đã từng dao động, nhưng lúc đưa ra quyết định thật sự thì Hách Minh lại thấy rõ lòng mình vốn không hề thay đổi, rất tốt. Câu chuyện hôm nay đến đây kết thúc rồi, hẹn gặp các bạn vào kỳ sau, tạm biệt.